Hello mọi người. Hôm nay Khang DT Vlog là sẽ truyền tải đến các bạn một cái chủ đề mới, đó là linh vật rồng. Con rồng này mới được chuyển tới đây là ngày 2 tháng 2 năm 2024, đúng không ạ? Thì đây là năm nay là năm Giáp Thìn 2024, cho nên cái việc mà chúng ta làm cái con rồng như thế này thì quá đẹp rồi, đúng không ạ? Thì ở đây là gì ạ? Đây là Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã thuê các nghệ nhân là các thầy cô giáo của trường Trung cấp Mỹ thuật Văn hóa Bình Dương để làm. Và sau khi mà làm xong con rồng này thì là được chuyển ra ngoài đây để trưng bày, để mà gây ấn tượng cho cái Xuân Giáp Thìn năm 2024 này. Đấy. Thì các bạn thấy không? Là các nghệ nhân làm việc rất là tinh xảo, đúng không ạ? Con rồng này là nó có thể là phun nước, đúng không ạ? Nó có thể là phun nước. Đấy. Và chúng ta thấy là việc những cái chất liệu mà làm nên con rồng này là chủ yếu là xốp keo, xốp keo nhựa, xốp keo nhựa. Đấy. Và tổng số ký của nó thì không có nhiều đâu các bạn, có 40 ký. Đấy. Nó bao gồm xốp này, keo nhựa này, những cái hồ dán này và đế nó bằng sắt. Và sau khi các thầy cô trường Trung cấp Mỹ thuật Văn hóa Bình Dương làm xong thì chuyển ra đây để phục vụ nhân dân, để phục vụ cái nhu cầu mà đón Tết. Phải nói là con rồng này rất là đẹp các bạn. Thì chúng ta biết rồi, rồng là biểu tượng cho sức mạnh mà. Rồng là đại diện cho quyền thực, đại diện cho vua. Cho nên chúng ta thấy là tất cả những cái gì mà là sức mạnh nhất thì là tích hợp ở con rồng. Chúng ta thấy rồng là bờm, rồng là nó là bờm sư tử, thân rồng đó là thân rắn, không ạ? Và rồng nó có thể bay được, nó đại diện cho là cái con bay được mạnh nhất, đó là con chim ưng, đúng không ạ? Đại bàng đấy. Đấy thì cho nên Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một thì bước sang năm 2024 này cũng là chính là năm Giáp Thìn, mà việc mà làm con rồng này là đặt cái biểu tượng ở đây để cho nhân dân vui Tết đón xuân chiêm ngưỡng thì rất là đẹp và tăng lên cái độ phấn khởi của người dân. Thì chúng ta thấy là rồng bay lên, thì hy vọng là sang năm mới là mưa thuận gió hòa, rồi làm ăn kinh tế là phát triển lên. Và rồng là nó đại diện cho cái quyền lực, cái sức mạnh, và những cái gì là hạnh phúc nhất, những cái gì tốt nhất là tích hợp vào ở chỗ con rồng. Đấy. Thì hôm nay là Khang DT Vlog là lên trên đây là muốn giới thiệu với các bạn là con rồng này đã được hoàn thành và được đặt ở cái đầu đường của cái phố đi bộ Bạch Đằng của thành phố Thủ Dầu Một này, rất là đẹp các bạn nhá. Chúng ta thấy là các nghệ nhân là các thầy cô giáo đấy, làm việc ngày đêm đấy, và đã hoàn thành một cái con rồng đấy. Mặc dù nó chỉ là xốp thôi nhưng mà nó rất là đẹp đấy. Thì chúng ta thấy là đây là thành phố này, Thủ Dầu Một này, thành phố Thủ Dầu Một năm 2024 này, phải nói là quá đẹp đấy. Chúng ta thấy thân rồng là rắn nhé các bạn, thân rồng là thân rắn, phải không ạ? Đấy. Rồng chúng ta thấy là chúng ta đi về các chùa chiền, chúng ta vẫn thấy là hai con rồng là tranh nhau mặt nguyệt đấy các bạn, đấy rất là đẹp đấy. Thì cái này biểu thị một cái gì đó mà sang năm mới là phát triển là nhanh như rồng đấy, và đưa cái kinh tế của cái tỉnh Bình Dương này sẽ phát triển mạnh hơn, phấn đấu đứng nhất nhì cả nước đấy. Thì hôm nay là Khang DT Vlog là đến đây giới thiệu với các bạn là về cái con rồng này. Thì các bạn hãy ở các tỉnh khác mà xem ở chỗ mình có cái con rồng nào nó đẹp như thế này không. Đấy. Xem con rồng nào nó đẹp như thế này không. Và đây cũng là một trong những cái linh vật của cái năm Giáp Thìn năm 2024 đó các bạn. Đấy. Thì hôm nay mới là ngày 23-24 Tết, nhưng mà cái việc mà trường Trung cấp Mỹ thuật Văn hóa Bình Dương mà đã hoàn thành cái đơn hàng như vậy là để phục vụ Tết, như vậy là một cái đơn hàng là hoàn thành rất là nhanh và rất là kịp thời để cho người dân
được chiêm ngưỡng, được phấn khởi mà khi mà đi bộ ở cái phố đi bộ Bạch Đằng Thủ Dầu Một này. Đấy. Thì cái phố này thì thường thường mà thứ bảy chủ nhật đấy là rất là đông vui, nhưng đặc biệt là gì, đối với ngày Tết thì lúc này là gì càng đông vui hơn, đặc biệt là từ cái thời gian mà đông người là từ cái lúc là buổi chiều tà mà đến lúc gần 10 giờ đêm đấy. Thì cái vảy rồng này là cũng được là chạm khắc là rất là công phu, chạm khắc rất là công phu. Và cái hai nữa là bây giờ là người ta phủ bên ngoài thân con rồng này là một cái lớp nhựa để chống được cả trời mưa các bạn. Đấy như vậy là rất là đẹp, và nó có ý nghĩa là nó đúng là năm rồng mà lại làm được cái con rồng nó đẹp như thế này. Thì có chúng ta xem lại cái con rồng mà các nghệ nhân là các thầy cô giáo của trường trung cấp mỹ thuật văn hóa Bình Dương nào. Đó. Thế thì về chất liệu mà làm nên con rồng này thì chúng ta thấy là chủ yếu là xốp này, keo dán này, rồi sơn này, rồi tổng trọng lượng của con rồng này là 40 kg, và nó có đế bằng sắt, thì nó có thể là phun nước các bạn. Đấy. Đấy, chúng ta quan sát vào cái mồm của nó là nó để phun nước. Thì Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Dầu Một đã quyết định mà đặt ở cái đầu đường ngã ba của cái phố đi bộ này để cho người dân là đi dạo ngắm, phấn khởi vui tươi, và để lên chụp hình check in ở khu vực này. Và đó là một trong những cái cảnh rất là đẹp các bạn. Đấy. Đấy, chúng ta ngoài con rồng ra mà chúng ta còn ở dưới là còn hoa là rất là đẹp không ạ. Đấy. Thì năm nay là năm Giáp Thìn, là bước sang năm Thìn, tức là năm con rồng. Mà việc chúng ta đặt cái linh vật rồng ở cái chỗ mà nhiều người qua lại, mà ở cái chỗ mà phố đi bộ như thế này nó rất là hợp lý. Hy vọng là sang năm Giáp Thìn 2024, Bình Dương sẽ phát triển như rồng. Vâng ạ. Đó, thấy không? Nơi mà để mà người ta đến chụp hình check in rất là đẹp, và đặc biệt đẹp vào những cái buổi chiều tà tối đấy, chiều tối đấy các bạn. Còn bây giờ nó hơi bị nắng đấy. Thế nhé các bạn, hôm nay cũng là thứ bảy, Khang DT Vlog quay một thước video mới, và cái này là mới đấy các bạn, để cho các bạn hiểu được là cái không khí đón Tết ở cái thành phố Thủ Dầu Một nó như thế nào, và hòa mình với cả đất nước là xuân đã về tới quê hương, và xuân đã mấy ngày nữa là đã về tới mọi nhà. Như vậy là chúc mọi người là ăn một cái Tết là ngon và thật vui và đầm ấm. Đấy. Như vậy là rất mong các bạn là quan tâm và ủng hộ kênh Khang DT Vlog của mình. Thì video tới đây rồi, bye bye, chào các bạn.